Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một video quay lại khung cảnh di chuyển đến bãi đá đen ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thật nhiều vui vẻ, luôn luôn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video trên kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và bật vào biểu tượng của cái chuông để nhận được những thông báo có video sớm nhất trên kênh của mình cả nhà nhé. À, đây là khung cảnh biểu tượng ở phía trước của thành phố Móng Cái cả nhà nhé. Thì bây giờ thì mình bắt đầu sẽ di chuyển đến bãi đá đen để quay lại khung cảnh nơi đây để chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Và mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cả nhà nhé. Mình đã di chuyển đã đến khu vực bãi đá đen rồi cả nhà. Mình đang di chuyển xuống bãi đá đen cả nhà nhé. Bãi đá đen là một bãi đá dài với những hàng dương và bãi cắt miệng kéo dài khoảng 7 km. Trong chuyến đi trà cổ hôm nay thì mình có ghé bãi đá đen cùng khám phá, thì mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình hôm nay cả nhà nhé, để cùng xem bãi đá đen có những gì đẹp mà du khách và các tín đồ trên mạng trầm trồ. Mình cũng muốn đến đây để khám phá một lần để cùng xem nó sẽ như thế nào cả nhà nhé. Xa xa khung cảnh phía trước là các thuyền và tàu bè nuôi trồng thủy hải sản ở trên biển đang neo đậu phía trước và các du khách thập phương đã cũng tập trung check-in ở phía dưới bãi đá đen cũng rất là đông luôn cả nhà nhé. Dù trời trưa nắng nên mọi người vẫn hăng hái để chụp hình và tạo cho mình những bức ảnh rất là đẹp. Đặc biệt ở nơi đây thì hào bám vào trong cái bãi đá đen này rất là nhiều cả nhà nhé. Khi sóng đánh lên thì mình sẽ thấy hào lộ ra. Khi thủy triều xuống thì hào lộ ra ở trên các cái hòn đá này rất là nhiều các anh nhỉ. Các cái hòn đá nằm ở phía dưới gần mặt nước biển thì hào bám ở phía trong rất là nhiều. Bãi cát thì trải dài là trắng mịn và những hàng dương ở trên bờ rất là mát luôn các nhà. Ra đây thì tận hưởng không khí để nhiệt của những ngày hè, để mình cái không khí của biển các anh nhỉ. À, mình mời cả nhà cùng dõi theo video của mình cả nhà nhé.
cảm ơn ông bà cô chú chị và các bạn luôn đồng hành và ủng hộ video trên kênh của mình. Bây giờ thì mình xin phép tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các video mới tiếp theo trên kênh của mình cả nhà nhé. Bye bye cả nhà.